Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, ngày hôm nay Phố Bosa TV sẽ có một buổi phỏng vấn với một vị khách mời rất đặc biệt. Anh là anh Michael Alfaro, là một người trong ủy ban gây quỹ cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump ở tiểu bang Illinois. Anh là một trong ba người hiện nay là gây quỹ nhiều nhất tính trên toàn quốc cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện, chắc chắn là sẽ rất nhiều thông tin với anh Michael Alfaro. Thank you very much. Cảm ơn anh đã có mặt tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã mời tôi. Tôi biết rằng là anh có lịch làm việc rất bận rộn. Cuối cùng tôi đã hẹn được anh. Cảm ơn anh đã mời tôi. Trước hết anh vui lòng cho biết đôi chút về bản thân anh Michael. Được chứ, tên tôi là Michael Alfaro. Tôi đến từ tiểu bang tuyệt vời Illinois ở thành phố Naperville. Tôi lập gia đình với một người phụ nữ xinh đẹp tên là Celine Alfaro. Cô ấy đến từ nước Lào, Viên Chăn. Chúng tôi có bốn người con xinh đẹp. Chúng tôi nói các ngôn ngữ như Lào, Thái và nói tiếng Anh ở nhà. Và chúng tôi hãnh diện được làm việc cho Tổng thống Trump. Anh có thể nói về vai trò của anh trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hiện nay, nhất là về ban gây quỹ tài chính được không? Vâng, tôi là đồng chủ tịch của Ủy ban Tài chính chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đại diện ở tiểu bang Illinois. Vai trò chính của tôi là gây quỹ càng nhiều càng tốt để giúp cho Tổng thống Trump tái đắc cử trong năm 2020. Tôi vừa giới thiệu lúc ban đầu rằng anh là một trong ba người gây quỹ nhiều nhất trên toàn quốc. Anh có thể nói về điều đó được không? Tất nhiên, tôi thật may mắn đã có rất nhiều người tặng từ khắp nơi để giúp cho Tổng thống Trump tái đắc cử. Tôi nằm trong số top 3. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt thành của những người dân đến từ khắp nơi và mong muốn có một dịp để gặp được Tổng thống. Theo tôi biết, anh cũng làm việc với các nhà mạnh thường quân gốc Việt, đúng không? Đúng rồi. Một trong những người tôi yêu thích nhất là người nấu phở rất ngon. Trong đó, món phở có bò viên, gân bò và những hương vị tuyệt vời của rau thơm và sả. Bà ấy là một người bạn tốt ở thành phố San Diego. Bà ấy là người giao dịch chứng khoán cỡ lớn và là một người bạn tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi đã từng cùng dự sinh nhật của Tổng thống Trump và của Kimberly Guy Floyd tại nhà ông ấy ở Malago. Tôi thích thú nhìn thấy cộng đồng người Việt Nam tham gia cùng với chúng tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy nhiều đại diện trong cộng đồng Việt Nam tranh cử vào Quốc hội. Gần đây, anh có tham gia Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa tại Tòa Bạch Ốc và được xem Tổng thống Trump phát biểu. Anh có thể chia sẻ về sự kiện đặc biệt đó được không? Chắc chắn là được. Thật sự đặc biệt khi chỉ có 200-300 người được ngồi trong hàng ghế đầu. Tôi thật sự may mắn cùng với vợ của tôi ở đó. Thật là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Khi một người sống sót từ cuộc chiến tranh với Cộng sản Lào, một cuộc chiến bí mật, một cuộc chiến nối dài của Việt Nam. Cô ấy đã mặc bộ đồ truyền thống, nghĩ về sự hy sinh của bố cô dành cho cô ta, để chúng tôi được tham dự tại Tòa Bạch Ốc, để đại diện cho cộng đồng 5 Nam Á. Thật quá sức khi nghĩ tới thế giới rộng lớn, nhưng chúng tôi lại được tham dự trải nghiệm kỳ diệu này. Chúng tôi rất hãnh diện về di sản của mình, hãnh diện về cộng đồng 5 Nam Á, và những giá trị của nó, tự do, dân chủ. Vợ tôi ngồi cạnh đây, cô ấy không chỉ đại diện cho cộng đồng người Lào mà còn cho người Việt Nam, Campuchia và người Hơ Mông. Cô ấy đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của chúng ta và hãy nhớ rằng chúng ta cùng yêu thích món phở. Nói về Tổng thống Trump, tôi sẽ phải hỏi anh câu này. Những người chống Trump cáo buộc rằng ông ta là một người kỳ thị, có chính sách kỳ thị đối với cộng đồng thiểu số, đối với phụ nữ và đối với di dân.
Anh có thể nói gì về điều này? Thật là khôi hài vì mỗi lần vợ tôi đi với tôi, cô ấy thường mặc bộ đồ truyền thống Lào. Và mỗi lần tổng thống nhìn thấy vợ tôi, ông ấy nói, tôi thích vải lụa và tôi thích cô. Anh biết đó, vải lụa của Đông Nam Á rất đẹp, nổi bật và bóng bẩy. Nhưng để tôi nói về chính sách của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên của Mỹ. Ông ấy là người tổng thống thứ 45. 44 đời tổng thống trước đó chưa bao giờ thiết lập chương trình sáng kiến cho sắc dân châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Trump là tổng thống đầu tiên thiết lập chương trình sáng kiến cho các sắc dân châu Á-Thái Bình Dương, giúp đỡ các người chủ thương mại người Mỹ gốc Á, giúp trẻ em nhận học bổng, giúp các chương trình chọn lựa trong học đường được tốt hơn. So if their public schools are not helping them learn English good enough, nếu trường công không giúp đỡ họ học tiếng Anh có kết quả tốt, thì họ có quyền sử dụng ngân sách để vào trường khác tốt hơn. Tổng thống Trump đã thiết lập chương trình PPP để trợ giúp rất nhiều tiền cho các cơ sở thương mại nhỏ của người Việt, khiến chúng ta có nhiều tiền dư hơn. Tổng thống Trump cũng ký thành luật qua các sắc lệnh của Tổng thống vì các chính trị gia dân chủ không thông qua. Ông đã ký sắc luật rằng nếu anh phạm tội thù nghịch với người Mỹ gốc Á, bạn giễu cợt họ, đe dọa họ liên quan đến COVID-19, anh sẽ bị truy tố hình sự tối đa và sẽ không được đóng tiền tại ngoại hầu ra. Điều đó có nghĩa là anh sẽ vào tù nếu đe dọa người Mỹ gốc Á. Chính sách của Tổng thống Trump bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á nhiều hơn bất cứ tổng thống nào khác trong lịch sử. Tổng thống Trump đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Á, sinh viên gốc Á đạt được giáo dục cao hơn. Người Mỹ gốc Á có thu nhập cao nhất và người gốc Á sở hữu nhà nhiều hơn bao giờ hết. Chính sách của Tổng thống Trump lo cho người Mỹ ở đất nước này. Ông ấy muốn đảm bảo mọi người đều được bảo vệ, đều thành công. Vì thế, tôi và vợ tôi đã ủng hộ ông ấy. There are many surveys conducted by different organizations. Almost always Biden leading. Đã có nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Biden luôn dẫn trước. Thật là thú vị, chúng tôi cũng có một cuộc thăm dò riêng trên Phobosa TV và kết quả hoàn toàn ngược lại. Với 86% bầu cho Tổng thống Trump, 14% bầu cho ông Biden, với tổng số trên 10.000 lượt bầu chọn. Như tôi quan sát, điều đó cho thấy Tổng thống Trump không chỉ được ưa thích trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, mà còn ở Việt Nam và những nước khác. Anh có thể nói gì về điều này? Chà, chính xác như tôi đã nói, cộng đồng người Việt là những người kinh doanh, làm việc chăm chỉ. Họ làm việc hàng ngày để kiếm sống một cách lương thiện và họ nhìn thấy được sự thật. Họ nhìn thấy xuyên qua sự dối trá của truyền thông. Đây là lý do không có gì bí mật. Joe Biden nói trên truyền thông hôm nay trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa và sẽ không bao giờ là mối đe dọa. Và cộng đồng người Việt cả trong và lẫn ngoài nước biết rằng đó là cách hiểu sai lầm về Trung Quốc. Người Việt trong nước hiểu rằng cách tốt nhất cho dân chủ là phải chống lại Trung Quốc và đòi hỏi một thế giới thương mại công bằng. Vì một thế giới thương mại công bằng là một cơ hội cho người Việt trong và ngoài nước. Sẽ kéo nguồn đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nó sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục phát triển và giữ được chủ quyền.
Vietnam to continue to develop, to continue to grow and to keep its sovereignty. Chúng ta không muốn Trung Quốc tới gây chuyện ở Biển Đông hoặc Việt Nam nữa. Họ sẽ xây dựng những đường xe lửa cao tốc tràn ngập với nợ và lệ thuộc kinh tế. Rồi cuối cùng họ cho di dân tràn vào lấy đi văn hóa của bạn. Họ di chuyển vào từng phần một và rồi hoàn toàn kiểm soát đất nước bạn. Cộng đồng người Việt đã thấy nhiều lần như vậy. Không có một bất cứ ai với đầu óc bình thường mà đứng về phía dân chủ tự do lại muốn ủng hộ chuyện đó. Họ hiểu rằng bầu cho Tổng thống Trump là bầu cho tự do, bầu cho Biden là bầu cho Trung Quốc, bầu cho Cộng sản. Cộng đồng người Việt đã chiến đấu rất mạnh mẽ ở Việt Nam để sang Mỹ tị nạn, xây dựng sự nghiệp của họ từ con số 0 và họ sẽ không để bị mất đi vào tháng 11 tới. Nhiều người Việt ở đây và ở Việt Nam thích Tổng thống Trump vì ông ấy cứng rắn với Trung Quốc. Theo anh nghĩ đó là chiến thuật ngắn hạn để Tổng thống Trump tái đắc cử hay đó là chính sách dài hạn của ông ấy đối với Trung Quốc? Well, it's long term. And because every country in this world, đó là một chính sách dài hạn. Mọi nước trên thế giới đều có chủ quyền của họ. Không ai nên bảo họ phải sống như thế nào, phải làm gì. Tổng thống Trump không thích chỏ mũi vào nước khác. Ông thích sự độc lập, giữ độc lập, xây dựng sự giàu có cho chính mình, sự phát triển của mình, xây dựng nhà máy, sản xuất cho mình. Ông chỉ đòi hỏi một điều, hãy công bằng với nhau. Tôi bán cho anh một số hàng hóa, anh bán lại cho tôi một số hàng hóa. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp, hãy phát triển mối quan hệ. Tôi nghĩ Việt Nam có vị trí rất tốt trong thời Tổng thống Trump. Và chúng ta thấy rõ điều đó khi ông ấy thăm Việt Nam. Việt Nam giờ đây đã tiếp cận với kỹ thuật của Boeing và họ phát triển Boeing 777. Ngành hàng không của họ đang cất cánh, quân đội của họ phát triển, đất nước của họ bây giờ an toàn hơn. Tôi nghĩ điều đó thật là tốt. Việt Nam cần giữ văn hóa và di sản của họ. Tôi mong Việt Nam phấn đấu và chuyển về phía dân chủ hóa, về phía tư bản. Như vậy, chúng ta sẽ thấy một đất nước thịnh vượng hơn nhiều và chúng ta có một thế giới an toàn hơn. Câu hỏi tới sẽ là một câu hỏi nhạy cảm về một đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt. Do vậy, anh hãy trả lời cho cẩn thận nhé. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Liên quan đến những cuộc tập hợp ủng hộ Tổng thống Trump đang diễn ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ, có những người trong cộng đồng người Việt mang theo lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước kia để xác định họ là người Mỹ gốc Việt. Bên cạnh đó, cũng có những người khác không đồng ý. Họ nói rằng như vậy sẽ làm sao lãng thông điệp của chiến dịch tranh cử. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Trước hết, tôi ủng hộ lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó đại diện cho miền Nam chống lại Cộng sản miền Bắc, và tinh thần đó luôn sống mãi. Họ không bao giờ nên cảm thấy hối tiếc hay có lỗi khi phất lá cờ đỏ. Tôi ủng hộ và đứng với họ. Tuy nhiên, tôi sẽ nói điều này, ngày nay Việt Nam đã thay đổi trong thời Tổng thống Trump. Họ đang chuyển hướng tới phương Tây, chuyển hướng tới dân chủ, chuyển hướng tới chủ nghĩa tư bản và tôi rất hứng khởi. Tôi đã thấy được sau này khi về già tôi sẽ nhìn lại và nói rằng tôi đã từng tham gia vào việc này. Khi Tổng thống Trump nói hãy tạo quan hệ, hãy cùng nhau xây dựng, cùng nhau mơ tưởng Việt Nam sẽ là một Hàn Quốc kế tiếp,
Họ sẽ là một quyền lực mới, một quốc gia phát triển mạnh với công nghệ, cơ sở hạ tầng, những thứ mà chủ nghĩa cộng sản sẽ không đem lại được, mà chỉ có chủ nghĩa tư bản. Do vậy, tôi sẽ nói điều này. Đừng khó chịu với bất cứ phía nào. Hãy sống với hiện tại và tiếp tục khuyến khích chủ nghĩa tư bản, tự do, dân chủ. Hãy vui mừng khi nước mẹ của bạn đã làm được điều gì tốt đẹp hướng về phương Tây, vì đó là điều chúng ta muốn khuyến khích. Tôi không ủng hộ những kẻ xâm lược chia rẽ, và tôi cũng không làm theo luật của Cộng sản để nói rằng nhóm người này xấu, nhóm người này tốt. Tôi ở đây để nói rằng nhìn vào giá trị của chúng ta mà khi họ di chuyển về phương Tây, tất cả chúng ta nên vui mừng, và không quan trọng sẽ là lá cờ nào. Chúng ta không nên đi vào tình trạng phải nói rằng đây là lá cờ này đúng và lá cờ kia sai. Mà quan trọng là điều gì giữ cho chúng ta sự tự do, điều gì sẽ giúp Việt Nam trong và ngoài nước thoát khỏi chính thể chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Anh sẽ cùng chủ trì một chương trình gây quỹ cho Tổng thống Mike Pence vào ngày 14 tháng 9 tới đây ở Montana. Anh có thể nói về sự kiện đó được không? Vâng, đó sẽ là một sự kiện tuyệt đẹp cho Phó Tổng thống Mỹ. Hiện nay chỉ có chỗ cho khoảng 50 người tham dự. Đó là một sự kiện nhỏ, thân tình và riêng biệt. Một dịp tốt để chụp ảnh tới Phó Tổng thống, thưởng thức ba rượu, các món ăn, một bữa trưa tuyệt vời với vị Phó Tổng thống. Nghe ông ấy nói chuyện với mọi người trong khi chiến dịch tranh cử đang tiếp tục. Thông điệp của Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra. Tôi nghĩ luôn luôn tốt để nhận đóng góp từ mọi người ở khắp nơi. Họ có thể chia sẻ ý tưởng với chiến dịch và đôi khi có cả nhân viên của Tòa Bạch Ốc. Họ kể những câu chuyện của họ đã tới đất nước này như thế nào, cha mẹ họ đã trải qua những gì để vượt thoát. Tại sao chúng ta bảo tồn lý tưởng và nguồn cảm hứng này rất quan trọng để cộng đồng gốc Á tham gia. Lý do tôi nói như vậy là vì lá phiếu của người Mỹ gốc Á đang gia tăng nhanh chóng nhất trên toàn quốc hơn tất cả các sắc tộc khác. Thật tốt, chúng ta có những người Mỹ gốc Việt tham gia. Tôi mời gọi các bạn tham gia, anh Lân sẽ cung cấp đường kết nối. Chúng tôi cấp các vé $500, $1,000 cho mỗi người, 11,000 nếu các bạn muốn chụp hình, 15,000 nếu các bạn muốn có buổi họp với Phó Tổng thống Mỹ trong buổi thảo luận bàn tròn. Chúng tôi mong muốn các bạn tham gia. Đây là trải nghiệm có một lần trong đời. Nếu bạn có thể đến Montana, chúng tôi rất vui được đón tiếp các bạn. Và mọi người tham gia sẽ có cơ hội tới gần trò chuyện với Phó Tổng thống chứ? Nếu các bạn là bạn của anh Lân thì bạn sẽ là bạn của tôi và tôi sẽ thực hiện điều đó. Tôi sẽ nhờ Phó Tổng thống ký tên kỷ niệm cho bạn. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vui lòng nói lời chào tạm biệt với khán giả, đặc biệt cho biết tại sao cử tri Mỹ gốc Việt nên bầu cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Hơn cả việc bầu cho Tổng thống Trump, vì bầu cho Tổng thống Trump là bầu cho tự do, bầu cho Joe Biden là bầu cho Cộng sản. Nhưng tôi muốn nói tới chuyện quan trọng hơn. Giờ đây chúng ta đang đối diện với một đại dịch mà nước Mỹ chưa từng trải qua. Tôi và vợ tôi đôi khi cùng đi bộ trên đường, đột nhiên người ta nhận thấy cô ấy là Á Châu và họ nghĩ ngay là người Trung Quốc mặc dù cô ấy là người Lào. Rồi họ chuyển đi sang hướng khác vì cho rằng cô ấy nhiễm COVID. Điều đó thật khiếm nhã và xúc phạm. Tôi biết rằng có những người trong cộng đồng gốc Á đã bị bắt nạt, các cửa hàng bị đập phá, trộm cắp, người ta bị sỉ nhục trên đường. Xin đừng im lặng, tôi hiểu văn hóa cộng đồng gốc Á thường e ngại đi báo cảnh sát về những việc xấu xảy ra cho các bạn.
talk about your problems, to talk about the bad things that happen. But nhưng tôi muốn báo với các bạn rằng Tổng thống đã có những chính sách có thể truy tố những kẻ xấu, những kẻ biểu tình xấu. Những gì đang xảy ra hiện nay là những tổ chức phạm tội để làm lợi chính trị cho Joe Biden. Điều đó là không đúng. Tôi khuyến khích các bạn hãy tìm tới mạng lưới này và báo cho họ biết, chụp hình và tìm người thông dịch. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng nếu tội ác xảy ra với bạn, nếu chuyện xấu xảy ra với bạn, hãy tìm đến các cơ quan truyền thông để chúng tôi có thể gọi cơ quan công quyền thích hợp tới điều tra. Chiến dịch của Tổng thống Trump cần lá phiếu của các bạn không? Chắc chắn. Tôi cần lá phiếu của các bạn không? Chắc chắn. Nhưng điều tôi muốn hơn nữa là bạn có đủ can đảm để lên tiếng khi chuyện xấu xảy ra, để chính phủ Trump có thể vào cuộc để đảm bảo an toàn cho bạn, và những kẻ xấu sẽ bị truy tố tối đa theo luật pháp và bị còng tay và nhốt vào tù. Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi hôm nay. Chắc chắn chúng ta sẽ còn nói chuyện nữa thật sớm. Cảm ơn anh Lân đã mời tôi. Tôi rất vui chúng ta tạo ra được mối quan hệ để tiến tới. Tôi sẽ gọi cho một số dân cử đại diện cộng đồng người Việt. Chúng tôi sẽ bảo đảm anh có tiếng nói, cộng đồng Việt Nam sẽ có tiếng nói. Phố Bonsa TV đã đối xử rất tốt đẹp với chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần có sự tường thuật công bằng, những câu hỏi công bằng, và anh đã thực hiện được điều đó một cách rõ ràng. Đại diện cho Tổng thống Trump, cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cảm ơn anh đã mời chúng tôi. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ giữ liên lạc. Tôi hy vọng các lãnh đạo quốc hội và những đại diện cao cấp hơn sẽ lên chương trình của anh để chia sẻ tình yêu và sự nhiệt thành của chúng tôi đối với cộng đồng này. Không chỉ sẽ làm cho nó tuyệt vời mà còn giữ cho nó tiếp tục tuyệt vời. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, ngày hôm nay Phố Bosa TV sẽ có một buổi phỏng vấn với một vị khách mời rất đặc biệt. Anh là anh Michael Alfaro, là một người trong ủy ban gây quỹ cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump ở tiểu bang Illinois. Anh là một trong ba người hiện nay là gây quỹ nhiều nhất tính trên toàn quốc cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện, chắc chắn là sẽ rất nhiều thông tin với anh Michael Alfaro. Thank you very much for getting with us here today. Thank you for having me. I know you got a really, really busy schedule, so finally I got you. Thank you for having me. First, could you tell us a little bit about yourself, Michael? Sure. Hi, my name is Michael Alfaro. I'm from the great state of Illinois in the city of Naperville. I'm married to a beautiful woman. Her name is Celine Alfaro. She's from Laos, Viet Chen, the capital. We have four beautiful children. We speak Lao, Thai, and English here at my home. And we're proud to serve the president. Could you tell us about the role you are holding right now in Trump's campaign, especially the finance committee, please? Thank you. Yes, I am the co-chair for Trump Victory Finance Committee, and I represent the great state of Illinois. And my primary duties is to raise as much money as I can to help President Trump get reelected in 2020. I just introduced in Vietnamese at the beginning, you are one of the top three people who are raising in the country right now. Can you tell us about that? Of course. Well, I've been very fortunate and blessed to have great supporters from all walks of life to help President Trump get reelected. I'm amongst the top three, and I'm so gracious for the outcry and the out support of people from all walks of life that just wants to meet with the president. As I know, you work with quite a few Vietnamese and get Vietnamese donors working with you, isn't it? Yes, it is. Some of my favorite clients to make the best Vietnamese pho that one can eat. It has all the meatballs, the tendons, it has all the good ingredients, even the basil to the lemongrass.
Just has so much enrichment flavors. But a good friend of mine from San Diego, she's actually a big stockbroker. She's a great friend of mine. We celebrated President Trump's and Kimberly's Guilfoyle's birthday at Mar-a-Lago at his home. And I just love seeing the Vietnamese community get involved, get engaged, just joining us. I'm happy to see so many Vietnamese representatives stepping up, running for Congress. Recently, you were attending the National Republican Convention 2020 at the White House, and you got a chance to watch the president's speech. Could you share with our audience a little bit about that very special event that you attend? Absolutely. It was truly unique to think that just a handful, maybe 200, 300 people in the first two rows, and I was lucky enough to be with my wife. By having her by my side, it was really emotional experience. You know, the emotional experience of surviving the communist war of Laos, which was the secret war, the extended war of Vietnam. And she's wearing her traditional sin and thinking about the sacrifices that her father gave her so that we can have a seat at the White House to represent all Southeast Asian communities. And it was just overwhelming to think how big the world is, and yet we're a part of this magical experience. So we're very, very proud. We're very proud of our heritage. We're very proud of the Southeast Asian community and what it stands for, freedom and democracy. So when my wife was sitting by my side, she's not just a Laotian representative. She's a Viennese, she's a Cambodian, she's a Hmong representative. She represents the best of us. And let's face it, we all love the same bowl of pho. Since we talk about the president, then I got to ask you this question. People who anti-Trump has been accusing him of a racist person with racist policy against the minority, against women, and against immigration. What is your answer to that? Well, that's hysterical, because every time my wife is with me, she's wearing her traditional Laosin, and every time the president sees my wife, he says, "I love silk and I love you." Because, you know, the Asian silk is just so beautiful. It stands out, it shines. But let me tell you about President Trump on policy. President Trump was the first president of the United States. Now, he's the 45th president. There are 44 previous presidents who never established an API initiative program. President Trump was the first president to establish an API initiative program that helps Asian American business owners, that helps American Asian American children get a scholarship, that have a pro-choice, pro-school program. So if their public schools are not helping them learn English good enough in a way where they're satisfied with the results, then they have access to more funding so that way they can get a better education somewhere else. President Trump established the PPP, the Pay Protection Plan, that gave so much money to little, small Vietnamese business owners that we actually had more money than left over. President Trump also signed into law by executive order, because the Democrat politicians on the Hill will not pass it, but he signed it by executive order that if you commit a single crime, a hate crime against an Asian American, you make fun of them, you bully them, anything related to COVID-19, you will be punished to the maximum extent of the law at the felony level, and you will not be able to post bail. So that means you can't get out of jail for being a bully towards the Asian Americans. And so President Trump, by policy, protects the Asian American community. In fact, more than any other president in history, President Trump's lowered the employment rate for Asian Americans at all-time high. Asian American students are at all-time high
achieving a higher education, and at all-time high, Asian Americans are earning the most money per household income. So, and at all time in history, Asian Americans own more homes than ever before. So, by policy, President Trump stands with American citizens of this country, and he makes sure that everybody's protected and everybody's doing well. And that's why me and my wife, we support him. There are many surveys conducted by different organizations, almost always Biden leading. Interestingly, we did our own survey on Forbosa TV, and the result is wholly different. With I can tell you here, 86% vote for Trump, 14% for Joe Biden. So, as I observed, it means that President Trump not only popular among the Vietnamese community in the U.S., but also with the Vietnamese living in Vietnam and other countries as well. What can you say about that? Well, exactly what I said before. The Vietnamese community are entrepreneurs. They're hard workers. They go out. They go to work every day. They put on honest living, and they see the truth. They see through the lies of the media. But here's the reason why. It's no secret. Joe Biden said today on the media, he said in his press conference that China is no threat and never will be a threat. And the Vietnamese community knows, both home and abroad, that is a big misconception about China. The Vietnamese community at home understands that the best way for democracy is to stand up against China and to demand a fair trade war, because a fair trade war is an opportunity for Vietnamese American both home and abroad. It's going to take and extract from China and reinvest in Vietnam. It's also going to give the opportunity for Vietnam to continue to develop, to continue to grow, and to keep its sovereignty. We don't want China to come in and bully Southeast Asia or Vietnam anymore. What they do best is they'll build these speed rails, flood them with so much debt and economic dependency that eventually they come in, they flood in with their immigration, they take away your culture, and they move in inch by inch and take over complete control over your country. And the Vietnamese community have seen it time and time again. And nobody in their right mind, if you're on the side of democracy, if you're on the side for freedom, wants to support that. They understand that a vote for President Trump is a vote for freedom. A vote for Joe Biden is a vote for China. It's a vote for communism. And the Vietnamese community fought really hard in Vietnam to come to America as refugees, to build their business from the ground up, and they're not going to let it be taken away come November. A lot of Vietnamese here, as well as in Vietnam, they like Trump because he's tough to China. Do you think that is his short-term strategy to get re-elected, or it will be his long-term policy toward China? Well, it's long-term, and because every country in this world should have their own right for their own sovereignty. No one should tell them how they should live. No one should tell them, you owe us that this and you owe us that. So President Trump is not a fan of nation building. He's a fan of independency. And being independent, bringing in your own wealth, bringing in your own growth, bringing in your own manufacturing, he just asked for one thing. Let's be fair to one another. I'll trade of you some goods, you trade of me some goods back. And if everything works out, let's continue to grow this relationship. So I think Vietnam is in a great position under President Trump. And we've seen that when he made his visit in Vietnam. Vietnam now has access to Boeing engineering, and they're going to be building 777s. They're going to be building, you know,
their aviation's taking off, their military grade's taking off. They're more of a safer nation now, and I think that that resonates because Vietnam should keep its culture, should keep its heritage, and I love to see Vietnam right now striving and moving forward towards democracy, moving towards capitalism, and with that, we're going to see a much more enriched, much more prosperous country and a safer world we can live in. The next question will be a very sensitive question regarding a controversy issue to the Vietnamese community. So you'll be careful with your answer. I will try to. Regarding the rallies supporting Donald President Trump happening around the countries right now, there are people in the Vietnamese community carrying along with them the former South Vietnam flag as the way to identify themselves as a Vietnamese Americans. Mm-hmm. Besides, other people doesn't support that idea. They say it might be distract from the campaign message. What is your perspective about that? Well, first of all, I support the yellow flag with a 3 red stripe. It represents the South, how the South resisted the communism in the North. And their spirit will always live on. And they should never feel sorry or apologetic for wavering their flag, number one. And so I support and I stand with them. However, I will say this. Today, Vietnam has changed in Trump's administration. And it's moving and it's looking towards the West. It's moving in the direction for democracy. It's moving and shaking and the way towards capitalism. And I am so excited. I can already see it. When I become an elder, I'm going to look back and say I was a part of this. When President Trump said, let's have a relationship. Let's build together. Let's dream together. And Vietnam is going to be the next Korea. It's going to be a powerhouse. It's going to be a strong and developed country with technology and infrastructure, something that communism can never build you, but only by capitalism. So I would say this, don't frown on either one. Just live in the moment and continue to encourage capitalism, continue to encourage freedom, continue to encourage democracy, and let's be happy whenever your motherland does anything great towards the West, because that's what we want to do. We want to encourage that. I'm not a fan of divide and conquer, and I'm not someone that's going to play by the communist rule and say this group of people is bad and this group of people is good. I'm here to say, let's look at our values, and as long as they move towards the West, then we should all celebrate it. And it doesn't necessarily matter what flag that is, but we shouldn't get into the mentality of this flag is right and this flag is wrong, but more of the ideals of what keeps us free and what's going to help Vietnam, both home and abroad, escape the socialist communist regime. You will co-host fundraising event for Vice President Mike Pence. Correct. On September 14 in Montana. Could you tell us about that event? Yes, it's going to be a beautiful event with the Vice President of the United States. Right now, we only have about 50 people attending, so it's going to be small and personal and exclusive. It's a great time to get a photo with the Vice President. It's a great time just to sit in. It's an open bar, an open, beautiful 3-course meal, dessert, you name it, it's going to be there. And you're going to sit and have a beautiful lunch with the Vice President as he talks to all of us in the room on where this campaign is going, where's President Trump's message going. And I think it's always good to have donors from all walks of life so they can share their ideas with the campaign and even sometimes the White House staff on about their story and how they immigrated here and what did their parents had to go through and escape and why do we hold on to these
ideals and these inspirations, it's so important that the Asian community participates. And the reason I say this is because Asian American vote is the fastest growing demographic in the country, more than any other race. And it's good that we have Vietnamese Americans that steps up and that gets involved. So I welcome you, all of you, to join us. If you choose so, Lan here will provide you the link. We're offering $500 a ticket to $1,000 per person, and $11,000 if you want a photo. It's $15,000 if you want to set up a meeting with the Vice President of the United States and a roundtable discussion. So we would love to have you. And it's once in a lifetime experience. And if you can make it out to Montana, we'll love to have you. And people who participate will have a chance to get up close and personal with the Vice President on that day. If you're a friend of Lan's, you're a friend of mine. Of course, I'll make that happen. In fact, I'll even have the Vice President sign your lanyard. Thank you very much. Do you want to leave us with some message, especially why would the Vietnamese American voters should vote for President Trump this coming election? Well, more than just voting for President Trump, because a vote for Trump is a vote for freedom. A vote for Joe Biden is a vote for communism. But I want to take this time more importantly. Right now, we're all facing a pandemic that America's never faced. I myself walk with my wife. Sometimes we're walking down an aisle in a grocery lane, and all of a sudden people see that she's Asian. They think she's Chinese, even though she's from Laos. And they'll walk the other direction because they all assume that she has COVID. And sometimes it can feel a little bit rude and a little bit insulting. And I know others in the Asian community has been bullied, has been targeted. Businesses have been burnt down. Businesses has been broken into. People have been assaulted on the street. Please don't remain silent. I know in the Asian culture, you're afraid to go to the authorities, the police department, to talk about your problems, to talk about the bad things that happen. But I want to let you know that the president has put policies aside so we can prosecute these bad actors and these bad protesters and these bad people. What's happening right now is a criminal enterprise for political gain for Joe Biden. And it's not right. So I encourage you to reach out to this network and let them know what happened. Take a picture. Have someone translate. We want to make sure that if a crime happens to you, something bad happens to you, you have to tell this news network so we can call in the proper authorities to investigate. So, yes, does the Trump campaign want your vote? Absolutely. Do I want your vote? Absolutely. But what I want more is for you to have the courage to come forward when these bad things happen, so that way the Trump administration can step in and make sure that you're safe and those bad actors and those bad people and those wrongdoers gets prosecuted to the maximum extent of the law and gets put behind handcuffs and gets thrown in jail. Thank you so much for sharing with us your thoughts today, and very sure we will talk again very soon. Thank you. Thank you, Lan, for having me. I'm so glad we finally established this relationship so we can move forward. I will be calling on several congressmen that represent the Vietnamese community at large, and we're going to make sure that that you have a voice and that your Vietnamese community has a voice. Boza TV has been so good to us, so kind to us. All we ask is for fair reporting, fair questions, and you delivered big time. So on the behalf of the president, on the behalf of the Trump campaign, thank you so much for having us. And we definitely will be in contact, and I hope to have great congressional leaders and surrogates bigger than myself to come on this campaign, to come on your show, and to share our love and passion for this community, to make it great, and not just to make it great, but to keep it great.